mình xin chào tất cả mọi người nhá. Này là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video về ăn uống mọi người ạ. Thì chính vì là mình rất thích ăn thịt chân giò nên là hôm nay mình sẽ đi ra ngoài chợ. Mình sẽ mua một chiếc chân giò to nhất chợ để mang về làm chiếc chân giò hầm khổng lồ mọi người ạ. Thì sau đó mình sẽ làm tiếp tục là thử thách ăn hết một chiếc chân giò hầm siêu khổng lồ mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chợ mua đồ về, sau đó mình sẽ quay tiếp cho tất cả các bạn xem. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một món chân giò hầm chỉ có một mình có thôi. Một món chân giò đặc biệt luôn, không giống ai cả. Bây giờ mời mọi người cùng theo dõi mình nhá. Đây mọi người ơi, bây giờ mình đã đi chợ, mình mua tất cả những cái đồ ở đây rồi. Đây là có cái chân giò này mọi người này. Đấy. Chân giò siêu to nhá mọi người nhá. Đây mình sẽ ăn hết cái chiếc chân giò này luôn. Đấy. Ngon lắm mọi người ạ. Đấy, ở đây thì có những gia vị này. Hạt sen này. Đấy, hạt sen thì mình đã ngâm rồi nhá mọi người nhá. Sắn này. Quế này, hồi này, thảo quả này, thuốc bắc này. Cần tây và hành nhá mọi người nhá. Cần tây và hành. Đấy, bây giờ thì mình sẽ chế biến tất cả những cái món này nhá mọi người nhá. Đấy. Mình sẽ nướng qua chân giò nhá. Đây mọi người ơi, sau khi mình đã chế biến xong thì sẽ được một nồi chân giò như này nhé mọi người nhé. Có hạt sen, thảo quả này, quế hồi, rồi cả thuốc bắc nhé mọi người nhé. Có cả, đặc biệt là có cái món này này, sắn này. Mình rất thích ăn sắn. Và lại có cả hành với cả là hành tây nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ hầm nó nhé, khi nào hầm xong mình sẽ lại quay tiếp cho mọi người xem nhé. Đợi nước, khi nào nước sôi thì mình lại tiếp tục cho gia vị vào nhé mọi người nhé. Mình cho một chút bột canh. Bạn nào thích ăn hạt nêm thì cho hạt nêm nhé. Còn mì chính này. Ít nước mắm nữa mọi người ạ. Nước mắm là thơm nhất nhé mọi người nhé. Chân giò chỉ bình thường họ chỉ cho nước mắm với cả một ít mì thôi. Bây giờ mình phải chuyển sang cái nồi áp suất ga này mọi người ạ, bởi vì là cái nồi gang này nó sẽ không rời được nên mình phải chuyển sang nồi áp suất này. Ngon lắm mọi người ạ. Thơm, giờ chỉ muốn ăn luôn, ăn tươi nước sống luôn. Bây giờ mình sẽ vớt chân nó ra nhé mọi người nhá. Ok mọi người ơi, bây giờ mình đã làm xong món chân giò hầm rồi mọi người ạ. Đây. Rất là ngon luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ nếm thử nó nhé mọi người nhá. Mình sẽ ăn hết cái chân giò hầm này. Nóng quá. Đây. Đây là cam nhé mọi người nhá. Gia vị bột canh, ớt, cam. Rất là ngon luôn. Đấy.
Ôi ôi, nóng quá. Mình mời mọi người nhá. Nhìn này. Nóng quá. Quên chấm. Ôi ôi. Ngon ha. Ồ. Nóng quá. Nóng quá mọi người ạ. Nhưng mà ngon. Thơm lắm. Mềm. To quá mọi người ơi, ngon, mùi thơm của cái gì nhỉ, quế, hồi, thảo quả, rồi thuốc bắc, trong lại còn hạt sen, không dẻo dẻo ấy của sắn nữa, rất là thơm ngon mọi người ạ, trong lại còn hành với cả cần tây nữa mọi người ạ, đã đời luôn. Thơm lắm mọi người ạ, không ăn không bao giờ mọi người cảm giác được ăn ngon được như này luôn ấy. Không bằng không giống như chân giò bình thường đâu mọi người ạ. Mình ninh cái này mất 3 tiếng nhá. Lần đầu tiên trong đời mình ăn một cái chân giò. Mọi người nhá. Ngon lắm mọi người, nhừ. Có thể một cái chân giò này mình ăn thiếu. Đi lấy mua 2 cái. Nhiều thịt lắm mọi người ơi. Ngon quá.
nhiều thế. Còn nhiều quá mọi người. Còn nhiều lắm. Nó quá. Rất nặng rồi mọi người ạ. Rồi. Còn lần này không? Nó ăn hết không? Không, lúc mới ăn thì thèm. Mà ăn xong rồi này, vẫn thèm nhưng mà no. Đây, ăn hộ tao cái xương. Cùng này tôi ăn lúc. Ngon quá mọi người. Chưa bao giờ nhìn miếng thịt chà mà đút vào mồm không ăn nổi. Thịt chà, nó quá. Ăn hết phần chó luôn. 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 Hmm.